Chào anh chị và các bạn. Trong ít ngày gần đây thì giá vàng trong nước và quỹ giá vàng quốc tế đang là một trong những cái kênh đầu tư mà được rất nhiều anh chị và các bạn quan tâm. Sở dĩ anh chị và các bạn quan tâm nhiều về cái kênh này là bởi vì hiện nay nó đang là một trong những kênh mà đem lại cho anh chị và các bạn một cái góc nhìn về cái việc tăng giá của vàng. Khi vàng tăng giá, khi đồng tiền có thể đẻ ra được thêm tiền thì không cần phải nói thì mọi người cũng sẽ chủ động tìm đến kênh vàng. Vì vậy thì khi mà nó tăng giá, khi mà nó vọt lên nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn rồi sau đó lại bị mạnh, tức là giảm mạnh xuống, thì câu hỏi được đặt ra đó là liệu vàng có bị thao túng hay không? Thì xin trả lời với anh chị và các bạn là trong lịch sử hàng trăm năm qua của vàng thì rõ ràng trong những cái đợt giá vàng tăng mạnh thì sau đó lại giảm mạnh. Thì những cái biến động của giá vàng thì chủ yếu do các cái tác động của cái việc mua và bán của các tổ chức trên thế giới. Về cơ bản thì nói đúng hơn là vàng nó chỉ đóng được cái vai trò đó chính là một cái kênh trú ẩn, và nó không đem lại được nhiều các cái gọi là cái lợi ích, cái dòng tiền nào cụ thể cho các nhà đầu tư. Do đó thì khi mà cái nhu cầu hay được gọi là cái cầu mà tăng một cách đột biến thì giá vàng nó sẽ tăng. Mà khi mà cái nhu cầu giảm cộng với cái lượng cung bán ra mạnh thì vàng nó sẽ giảm. Vậy thì để thao túng giá vàng thì chúng ta sẽ tác động vào hai cái chủ đề chính, đó là cái nhu cầu và cái nguồn cung. Cái nhu cầu thì sẽ được gọi là kích động bằng cái việc là tung các loại tin tức và tác động tới các cái nhà tiêu dùng nhỏ lẻ để người ta tăng cái nhu cầu muốn mua vào, cộng với câu chuyện là kinh tế bất ổn và những cái vấn đề thông tin liên quan đến cái tình hình gọi là thiên tai, dịch bệnh và cái sự yếu kém của nền kinh tế, thì cái nhu cầu đầu tiên đó là cái nhu cầu gọi là tự thân, nhu cầu ngoài xã hội nó sẽ tự tăng. Cái nhu cầu thứ hai là các cái nhu cầu mang tính chất chủ động, tức là cái lực mua vào của các quỹ đầu tư lớn về vàng và các ngân hàng trên thế giới. Còn nguồn cung thì rõ ràng là không dễ như là cái cầu. Cầu thì có thể sử dụng tiền để có thể gọi là mua vào rồi sử dụng các cái giải pháp để kích động và điều hướng cái tâm lý hành vi của các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng sẽ mua vào chung. Ở đấy giá vàng tăng và có thể tăng nhiều hơn. Nhưng nó sẽ dừng lại cái cầu đó khi mà các cái thông tin bi quan về nền kinh tế, các thông tin về dịch bệnh. Nói tóm lại là kênh vàng không còn là cái kênh mà gọi là trú ẩn nữa, thì cái nhu cầu nó sẽ tự mất. Và từ đó thì các cái quỹ đầu tư lớn họ cũng mường tượng ra cái câu chuyện như vậy và họ sẽ dừng mua. Thì cái nhu cầu trú ẩn vào vàng gọi là đa dạng hóa cái danh mục đầu tư, phòng ngừa rủi ro của các quỹ đầu tư cũng sẽ dừng lại. Còn cái nguồn cung vàng thì hiện nay ấy, chúng ta có một cái số liệu thống kê mang tính chất gọi là phi chính thức, thì cơ bản nó nằm ở khoảng tầm 270.000 tấn vàng trên toàn thế giới. Nó chỉ gói gọn trong 270.000 tấn vàng trên toàn thế giới như vậy thì hiện nay nó đang nằm rải rác ở rất nhiều nơi, ở các quỹ đầu tư vàng lớn, ở các ngân hàng trung ương và ở người dân. Nó tích hợp trong trang sức, trong đồng hồ, và nó nằm rải rác ở cái dạng gọi là kim loại còn chưa được khai thác. Vậy thì để tăng cái nguồn cung, tăng cái cung vàng lên, tăng cái nguồn cung mà để có thể làm cho giá vàng suy giảm để có thể thao túng được, thì chúng ta phải cần có một cái giải pháp nào đó khác hơn, thay thế cái khối lượng mà 270.000 tấn thì chúng ta mới có một cái nguồn cung vô hạn để thao túng giá vàng. Nhưng mà trước khi đi nói về cái câu chuyện đó thì chúng ta sẽ nói về cái câu chuyện đó là liệu thì cái việc thao túng giá vàng bằng cái lượng gọi là cái lượng tổng lượng cái cung có giới hạn hiện nay của các ngân hàng trung ương, của các cái quỹ đầu tư vàng lớn, khi mà họ cảm thấy giá vàng tăng cao họ hoàn toàn có thể bán ra mạnh để thao túng và đạp giá xuống được hay không? Thì câu trả lời là có. Chúng ta quay lại lịch sử từ những năm 1970, khi mà sau khi chúng ta bỏ bán vị vàng thì giá vàng không còn gọi là bị cố định vào đồng đô la nữa, thì từ cái mức 35 đô la thì trên một
trên một ounce thì nó đã tăng lên mức 42 đô la trên một ounce chỉ sau khi chúng ta bỏ cái bán vị vàng, tức là cái sự neo đậu của vàng vào tiền tiền đô neo đậu vào vàng. Nó lên đến 42 đô la và kể từ năm 1970 đến năm 1980, tức là chỉ trong vòng 10 năm đó thì giá vàng đã tăng vọt từ 42 đô la mà lên tới 800 đô. Thì nó đã nằm ở đâu đó khoảng tầm 20 lần anh chị các bạn, khoảng tầm 20 lần. Thì trong cái việc mà khi mà giá vàng nó tăng mạnh trong vòng 10 năm mà nó tăng 20 lần như vậy thì rõ ràng là nhiều các nhà đầu tư trên thế giới trong cái giai đoạn này họ nhìn thấy những cái tiềm năng của vàng và đem lại cái hiệu quả kinh doanh cho họ, thay vì họ phải đi kinh doanh lĩnh vực khác thì họ chỉ việc đầu tư vào vàng, thì họ đã có cái mức sinh lời đến 20 lần, nhiều lắm anh chị các bạn, 20 lần tức là 2.000 lần anh chị các bạn, 2.000 lần à, 2.000% anh chị các bạn, tức là 2.000, đúng không ạ? 20 lần là 2.000%. Rồi khi mà cái câu chuyện này nó tác động đến cái nhu cầu, tức là thấy được cái lợi nhuận, thấy được cái lợi ích, thì cái cầu càng ngày nó càng tăng thêm, giá vàng nó theo đó nó lại càng tăng thêm, giống như cái luận điểm sau này chúng ta được nghiên cứu của tỷ phú gọi là huyền thoại trong lĩnh vực đầu cơ Warren Soros. Thì ông này cũng đã từng nói rằng là giá sẽ quay trở lại tác động đến giá, tức là giá càng tăng thì nó quay trở lại, nó sẽ tác động đến giá. Thực chất thì nó phải tác động đến hành vi, sau đó thì hành vi đó mới tác động đến giá. Nhưng để hiểu được cái câu chuyện này thì chúng ta hiểu nôm na là khi giá tăng thì làm cho cái hành vi và cái nhu cầu muốn kinh doanh cái lĩnh vực này để kiếm lời nó tăng cao, và dẫn đến cái hành vi mua bán nó cũng tăng, đặc biệt là hành vi mua thì sẽ nắm giữ nó sẽ tăng nhiều hơn, và nó tác động, tiếp tục tác động đến giá, làm cho giá tăng thêm. Rồi. Giai đoạn này thì người ta có nhu cầu càng mua càng mạnh. Thì những cái năm 1970, năm 1980 thì tất nhiên là các cái công cụ khác ngoài cái công cụ vàng vật chất ra, chúng ta sẽ kể tới những cái công cụ khác là cái lồng để chứa con vàng, để nhốt con vàng. Thì chúng ta chỉ nói về vàng vật chất, tức là về bản chất thân nó chỉ là vàng miếng, vàng vật chất thôi. Thì khi thấy cái tăng nhiều như vậy thì các cái ngân hàng trung ương của các nước á, thấy nó có một cái sự bất ổn, tức là người ta muốn chuyển đổi từ tiền sang vàng, và khuynh hướng đó sẽ được tiếp tục nếu như không có cái nó gọi là bán bình ổn hoặc là mua bình ổn. Người ta dùng cái từ bình ổn là bởi vì tóm lại là muốn kiểm soát cái giá để cho nó không tăng nữa. Thì trong nửa cuối năm 1980 thì các ngân hàng trung ương của các nước đã âm thầm bán vàng ra để giữ cho cái mức giá không tăng nữa và đẩy giá thấp xuống. Thì Mỹ đã bán trong cái khoảng thời gian từ năm 1974 đến năm 1980 thì Mỹ đã bán đâu đó khoảng 1.000 tấn vàng, và quỹ tiền tệ IMF đã bán đâu đó khoảng tầm 70 tấn vàng trong cái tổng số vàng vật chất được bán gọi là bán phá giá, bán để dìm giá xuống, nằm ở khoảng tầm 1.700 tấn, chiếm khoảng 5% tổng lượng vàng chính thức của thế giới vào cái thời điểm đó. Anh chị và bạn nên nhớ rằng là đại loại là dù nó có tăng mạnh như khi nào đi chăng nữa thì chủ yếu là do nó bị khan cung thôi. Khi nguồn cung bị đẩy ra lên tới 5% tổng số vàng trên toàn cầu, ở một số các cái đầu tập trung họ bán quyết liệt, bán phá giá xuống thì chắc chắn giá vàng sẽ xuống. Và 1.700 tấn chiếm khoảng 5% trong tổng lượng vàng thì đã làm cho giá vàng từ năm 1980 giảm xuống. Anh chị và bạn có thể xem thêm trên cái biểu đồ. Rồi. Tuy nhiên thì cái nỗ lực thao túng này đã không thành công, và giá vàng tiếp theo gọi là giá vàng tính theo đồng đô la đã tiếp tục tăng và tăng trên cả 800 đô la trên một ounce vào tháng 1 năm 1980. Và bất chấp các nỗ lực bán phá giá vàng vật chất của Mỹ và quỹ tiền tệ thế giới là IMF, nước Mỹ đã phải từ bỏ can thiệp và để mặc cho giá vàng đi đến nơi nó phải đến. Trong một cái lá thư, mà bức thư cá nhân tiết lộ cho công chúng từ giữa những năm 1970, trong đó thì Arthur Burch, chủ tịch của Fed lúc bấy giờ, và tổng thống Mỹ là ông Jennifer, và thủ tướng Đức, thủ tướng của Tây Đức, mô tả các hành vi thao túng vàng vật chất. Có nhiều hành vi thao túng vào cuối những năm 1990, bao gồm hiện tượng được gọi là đáy của đáy Brown. Sau này thì Thủ tướng Anh Quốc đã bán phá giá khoảng 2/3 tổng lượng vàng của Anh Quốc trên thị trường vàng vào năm 1999.
tại mức giá gần như là thấp nhất trong 35 năm. Thụy Sĩ cũng đã bán vàng lớn vào những năm 2000. Trong một thời gian dài, nhiều người, nhiều quốc gia nỗ lực tài chính lớn đã thao túng giá vàng bằng cách là cố bán phá giá vàng vật chất. Và khi họ bán như vậy thì đương nhiên cái thời điểm mà giá bị thao túng, bị thấp xuống thì họ sẽ gom lại. Anh Quốc không còn nhiều vàng, Thụy Sĩ cũng như những người thao túng vàng hiện nay thì có lẽ là đã cạn kiệt vàng. Đúng không chị các bạn? Đó là câu chuyện, là có thể có cái câu chuyện thao túng đó. Vàng vật chất thì chứng tỏ ra vui mừng. Nếu có ai đó bán vàng, việc bán phá giá vàng vật chất dừng lại vì những kẻ thao túng nhận thấy rằng cái việc đó nó không hiệu quả và cái số lượng vàng nó hạn chế. Họ phải quay sang thao túng vàng bằng một cách khác mà chúng ta sẽ trao đổi trong 10 phút cuối. 10 phút rồi, chúng ta đang ngồi nghe được 10 phút rồi. Bằng các cái cách thao túng khác, đó chính là cái lồng hiện nay đang nhốt con vàng. Và nếu như mà có cách nào đó để phá cái lồng này đi thì chắc chắn con vàng sẽ chạy rất là xa và trả về cái mức giá 10.000 đô 230 triệu trên một cây vàng mà Thắng đã trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn trước đó. Thì cách mà các cái nhà tạo lập thao túng thì có gồm có những cái cách như sau. Thứ nhất, đó là thao túng thị trường vàng trên giấy tờ sổ sách. Cái câu chuyện vàng trên giấy tờ sổ sách, trước khi nói về câu chuyện thao túng thì chúng ta phải nói rằng là nếu như chỉ tính vàng vật chất không thôi thì vàng về cơ bản là không thể được tạo ra thêm. Bởi vì nguyên tố hóa học 79 là một trong những nguyên tố mà nhiều các cái nhà giả kim đã cố gắng tìm cách điều chế nó nhưng không thể điều chế được. Ngoại trừ một số các cái giải pháp bằng cái việc đó chính là làm dầu Urani, làm cái việc là sử dụng cái gọi là phân giả hạt nhân để tạo ra cái đồng vị 79 thì có thể tạo ra vàng. Nhưng mà chi phí cho cái việc phân giả hạt nhân là một trong những cái bài toán mà nó cao gấp cả hàng trăm lần so với cái giá vàng hiện nay. Do đó câu chuyện mà chế tạo ra vàng bằng việc phân giả hạt nhân là điều người ta không làm được. Người ta làm được nhưng mà người ta không làm, là bởi vì nó quá tốn chi phí. Rồi, vậy thì rõ ràng là vàng vật chất nó có giới hạn. Cái điều mà người ta muốn ở một cái đồng tiền, người ta muốn ở một cái loại tài sản và có tính chất lâu dài, đó chính là cái câu chuyện là đồng tiền của nó có giới hạn. Nó có giới hạn, số lượng của nó giới hạn, và không phải là quốc gia nào hay là một cái vùng lãnh thổ nào muốn in thêm thì in, muốn làm gì với vàng thì làm, và muốn tạo ra thêm thì tạo. Rõ ràng nó không tạo ra thêm được thì người ta mới thích. Vậy thì có cách nào để tạo ra vàng hay không? Trả lời anh chị và các bạn là có. Và cái việc tạo ra vàng thêm đó, nó gần giống hay nó tương tự giống như câu chuyện là cái lồng để nhốt con vàng vật chất. Ta sẽ nhốt 270 ngàn tấn vàng vật chất vào một cái lồng, và chỉ khi nào thoát ra khỏi cái lồng này thì vàng vật chất mới có thể trả về đúng cái giá trị thực của nó, đúng vai trò của nó là một đồng tiền đại diện cho toàn thế giới để thanh toán, và đúng vai trò là một kênh bảo hiểm, đúng vai trò là một cái thứ gọi là một cái hằng số cố định không thay đổi. Bitcoin là một trong những thứ mà người ta đang cố gắng làm một cái điều giống như vàng, nhưng mà nhiều các cái thuật toán nó quá bí hiểm làm cho người ta khó tin tưởng. Nhưng vàng thì về cơ bản nó đã có lịch sử hàng triệu năm nay, và người ta chắc chắn về cái câu chuyện đó là vàng không thể tạo ra thêm, hoặc là tạo ra thêm nhưng mà chi phí nó quá đắt, nó đắt gấp hàng trăm lần hiện nay. Rồi thì người ta tạo ra thêm bằng cách nào? Các nhà tài chính gọi là uyên bác của nước Mỹ đã tạo ra vàng trên giấy, là một cái loại lồng thép mà có tính chất như vàng, hay là gọi là lồng giấy. Cái lồng giấy này tưởng chừng như nó không chắc chắn nhưng nó vô cùng chắc chắn. Đó là việc người ta tạo ra cái thị trường FX, thị trường Forex. Cái thị trường này nó có mức gọi là theo một cái vài cái số liệu đánh giá thì nó có độ lớn khoảng đâu đó 120 lần so với cái giá trị thực tế của cái vàng hiện nay đang có. 270 tấn vàng hiện nay đang có thì giá trị thực tế của thị trường Forex gấp khoảng 120 lần. Anh chị các bạn tạm nhân 270.000 tấn nhân với 120 lần thì nó sẽ ra cái con số mà vàng trên giấy hiện nay đang có. Nhưng tại sao cái câu chuyện vàng trên giấy nó chỉ là cái lồng để nhốt con vàng vật chất? Là bởi vì cái vàng này là vàng giao dịch trên giấy, vàng paper trail, vàng trên FX,
vàng mà người ta về cơ bản khi nào còn có người bán và người mua, khi nào còn có người kỳ vọng tăng và có người kỳ vọng giảm, thì cái hoạt động của vàng trên giấy nó vẫn hoạt động vô tư và nó không bị ảnh hưởng gì cả. Chỉ trừ trường hợp trong vòng hàng trăm năm nó có một cái hiện tượng gì đó, một vấn đề gì đó làm cho người ta chỉ có mua hoặc chỉ có bán, thì cái vàng trên giấy nó sẽ bị phá hủy. Với một cái câu chuyện mà chúng ta đặt ra là vàng trên giấy á, gọi là cách dễ mà người ta nhìn thấy á, đó là khi những người mua vàng trên giấy yêu cầu các cái sàn vàng này giao vàng vật chất, thì xin hỏi anh chị và các bạn là cái vốn hóa của vàng trên giấy, cái vốn hóa của vàng trên giấy hiện nay nó gấp 120 lần vàng thực tế, thì đào ở đâu ra vàng? Chỉ cần 10% trong số những người giao dịch trên thị trường vàng cần các cái sàn giao dịch giao vàng thì chúng ta đã không đào ra đâu ra vàng để giao rồi. Do đó thì khi giá vàng tăng cao, khuynh hướng của cái vàng vật chất nó vẫn view theo cái vàng trên giấy. Do đó thì các cái ngân hàng, các cái tổ chức tạo lập họ thao túng bằng cách đó là bán vàng trên giấy, bán vàng trên thị trường vàng FX. Thì nó sẽ dẫn đến cái giá vàng trên cái gọi là những cái biểu đồ vàng mà anh chị và các bạn nhìn thấy, đó là cái giá vàng thực tế trên giấy giao dịch trên thị trường FX, chứ nó không phải là thể hiện thực tế cái giá vàng của cái 270.000 tấn vàng. Điều đó là điều anh chị và bạn cần phải quan tâm. Thì thao túng thị trường vàng tương lai chỉ là một cái trò chơi rất là giản đơn của trẻ con. Bạn chỉ cần chờ cho đến khi thị trường gần đóng cửa và đặt một lệnh bán thật lớn thì giá vàng sẽ bị sập xuống thôi. Đơn giản vậy thôi. Làm cách này thì các ngân hàng rất dễ cho các câu chuyện thao túng. Thậm chí họ chỉ cần một cái lượng tiền đặt cọc 10%, họ hoàn toàn có thể bán lên tới hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí là hàng vài chục nghìn tấn vàng trong một khoảng thời điểm. Bởi vì nó là vàng trên giấy mà. Giống như câu chuyện mà dầu giao ngay và dầu giao tương lai ấy, thì khi mà cái câu chuyện mà khi bán như vậy và cái người mua yêu cầu giao vàng mà không có vàng cho giao, lúc đó mới có câu chuyện. Rồi, đó là cách thao túng thứ hai. Cách thao túng thứ ba đó là thao túng các quỹ phòng hộ. Câu chuyện này nói thì anh chị và bạn sẽ khó hiểu về các cái câu chuyện của quỹ phòng hộ. Thì các quỹ phòng hộ hiện nay là những tay chơi lớn trên thị trường vàng. Điều này chưa từng diễn ra trong lịch sử, nhưng hiện nay nó có những cái công ty, những cái quỹ đầu tư phòng hộ được thành lập ra chỉ chuyên kinh doanh và đầu tư vàng trên giấy cũng như là vàng vật chất. Thì vậy việc câu chuyện đơn giản lắm. Khi chúng ta chỉ cần bắt thóp cái thằng dẫn đầu, tức là túm cổ và thao túng các quỹ này, thì các quỹ này phải hành động theo cách của chúng ta muốn. Các ngân hàng là những nơi, các ngân hàng trung ương là những nơi có tiền, họ hoàn toàn có thể thao túng các cái quỹ này để yêu cầu các quỹ này hành động theo cách họ muốn. Đơn giản như thế để anh chị các bạn hiểu là các quỹ này khi bị thao túng rồi thì giá vàng sẽ bị thao túng theo. Đó là cái điểm thứ hai, mà thứ ba, mà ba cách đầu tiên để có thể thao túng được giá vàng. Cái thứ tư đó là chúng ta sử dụng biện pháp cho thuê tài chính và các hợp đồng kỳ hạn không được chỉ định. Không được chỉ định. Một cách dễ dàng thao túng giá vàng là thông qua các hợp đồng cho thuê tài chính vàng và các hợp đồng kỳ hạn không chỉ định, tức là vàng không chỉ định. Nó gọi là analog contract, là một trong những thuật ngữ phổ biến trên thị trường vàng. Khi những người mua lớn nhất muốn mua vàng vật chất, họ sẽ gọi đến JP Morgan Chase hoặc HSBC hoặc Citibank, các ngân hàng lớn trên thế giới, hoặc một trong những cái gọi là dealer vàng lớn. Họ sẽ đặt một lệnh, ví dụ là 5 triệu đô la vàng tương ứng với 5.000 ounce vàng với mức giá tại một thời điểm đang viết cuốn sách này. Lấy ví dụ thế. Là vàng, là ngân hàng sẽ đồng ý và yêu cầu người mua chuyển tiền để nhận vàng. Sau đó ngân hàng sẽ cung cấp cho bạn một hợp đồng theo chuẩn mặc định. Nếu đọc bản hợp đồng, bạn sẽ thấy hợp đồng gọi bạn đang sở hữu vàng trên cơ sở là không chỉ định. Điều này có nghĩa là bạn không có bất cứ thỏi vàng nào được chỉ định, không có thỏi vàng nào khắc tên bạn trên đó hoặc bất cứ số series nào bạn đăng ký. Trong thực tế, vàng không chỉ định cho phép ngân hàng bán cùng một số vàng vật chất trên 10 lần cho 10 người mua khác nhau. Đây là câu chuyện, nó là gọi là bán vàng theo kiểu là bán từ hư không anh chị bạn. Bán vàng từ hư không. Khi ngân hàng bán vàng từ hư không thì đồng nghĩa với câu chuyện là vàng không có mà vẫn có thể bán được. Thì đó cũng là một cái cách tạo ra vàng mà chúng ta tưởng rằng là vàng không có, nhưng đây là một trong ba cái lồng sắt, ba cái lồng hư không nhốt con vàng và làm cho 270.000 tấn vàng thực tế đang có, thì nó đã không còn phải là 270.000 tấn vàng nữa, mà nó đã thành
hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu tấn vàng hiện nay, hàng chục triệu ngàn tấn vàng, hàng chục triệu ngàn tấn vàng, 270.000 tấn vàng thì chúng ta phải lên tới hàng chục triệu ngàn tấn vàng, lớn gấp rất là nhiều lần 270.000 tấn vàng hiện nay thế giới đang có, hàng chục triệu tấn vàng. Rồi như vậy thì rõ ràng là nó nhốt con vàng, và khi nào các cái lồng này bị xóa bỏ hoặc bị một cái lý do gì đó mà những người tham gia họ cần vàng vật chất chứ không mua vàng trên hợp đồng thuê tài chính kỳ hạn không chỉ định, hoặc không mua vàng trên giấy paper trade nữa, thì lúc đó giá vàng sẽ tăng, và tăng thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó tăng kinh khủng, vô cùng kinh khủng luôn. Và có một cái cách thứ ba nữa, một cách thứ tư, đây là một trong những cái cách thao túng, gọi là thao túng kết hợp. Bạn có thể kết hợp các cái kỹ thuật thao túng của nhiều các phương pháp cùng một lúc, nó tạo ra cái giá trị cộng hưởng, vừa là bán vàng vật chất, vừa bán vàng trên giấy, vừa bán vàng không chỉ định, và thậm chí là bán vàng từ hư không. Như vậy thì chúng ta sẽ tạo ra một cái phương pháp thao túng gọi là thao túng kết hợp, thao túng cả các quỹ phòng hộ nữa. Thì một số ngân hàng siêu lớn hoặc là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed hoàn toàn có đủ năng lực để làm chuyện này. Và khi họ thao túng như vậy thì giá vàng sẽ bị kiểm soát ở một cái thời điểm, một cái chỗ nào đó nhất định, và nó gây ra cái tình trạng là cái gọi là cái nó gọi là thị trường tự do về vàng nó sẽ không còn nữa. Câu hỏi cuối cùng mà anh chị và các bạn đặt ra đó là vậy thì ai là người đứng sau các cái việc thao túng này? Thì thông tin không chính thức thì chúng tôi tìm hiểu, chúng ta đã tìm hiểu hành vi thao túng diễn ra và nó được thực hiện ra sao trên thị trường vàng vật chất, và nó diễn ra như thế nào hiện tại, và chủ yếu thông qua các sàn giao dịch vàng COMEX hoặc là các quỹ ETF vàng, ví dụ như là thằng SDB Gold Trust, mà SDB Gold Share mà hôm qua tôi chia sẻ, hoặc là các quỹ phòng hộ, các cái hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng kỳ hạn vàng không chỉ định. Các câu hỏi như vậy sẽ được gọi là muốn được giải thích cụ thể hơn thì Thắng sẽ làm video nhiều chi tiết hơn trong thời gian tới để giải thích cụ thể. Vì vậy thì câu hỏi là tại sao người ta phải làm vậy, và ai là người đứng sau việc thao túng này? Thì các cái ngân hàng gọi là ngân hàng lớn trên thế giới, họ muốn giữ cái sự ổn định của giá vàng để nó không tác động đến câu chuyện đó là người ta quy đổi mọi thứ thành vàng, và cái số lượng người có nhu cầu nắm giữ vàng tăng cao một cách đột biến, nó sẽ dẫn đến một cái câu chuyện đó chính là cái vàng thực tế 270.000 tấn vàng trên thế giới này nó tăng với cái mức giá quá mức, và nó làm cho câu chuyện là cái niềm tin vào tiền pháp định không còn nữa. Nhiều nhà quan sát đã lưu ý điều này, và theo quan điểm của cá nhân Thắng, phân tích về sai lầm về lãi suất của Fed và những cái hành động của Fed trong suốt những thập niên vừa qua, cũng như các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới, thì nhiều nhà quan sát giả định Fed muốn hạ giá vàng bằng cách làm cho đồng nội tệ mạnh hơn. Trên thực tế, Fed muốn đồng đô la yếu hơn vì nó đang tuyệt vọng. Tức là thực ra thì người ta muốn đồng đô la yếu để chúng ta, người ta có thể tiếp tục gọi là cơ bản theo cái nguyên lý, tức là người ta tiếp tục phát hành nhiều đô hơn làm mất giá đồng đô. Còn nếu muốn giá vàng giảm giá thì chỉ có cách là làm nâng giá đồng đô, nhưng cái việc nâng giá đồng đô đó là cái nhiệm vụ bất khả thi. Vậy thì để bất khả thi cái nhiệm vụ bất khả thi thì người ta sẽ điều chỉnh cái giá vàng để cho làm cho cái gọi là làm cho người ta có cảm giác như là đồng đô la mạnh. Giá vàng thấp thì có nghĩa là đồng đô la mạnh, mà giá vàng cao thì có nghĩa là đồng đô la yếu. Vậy người ta tác động đến cái giá của vàng, tác động đến cái việc gọi là thao túng cái giá vàng, tức là cái tỷ lệ quy đổi giữa vàng và đô, thì làm cho người ta có cảm giác là đồng đô mạnh, nhưng thực tế đó chỉ là sự tác động của sự thao túng. Đồng đô la yếu thì đồng nghĩa với giá vàng tính theo đồng đô la sẽ cao hơn. Như vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy gọi là cái trạng thái bị lừa bịp, đó là tưởng chừng như là đồng đô la mạnh, nhưng thực tế đồng đô la hiện nay thì tốc độ cung tiền trong vòng 10 năm trở lại đây á, thì tốc độ cung tiền nó đã tăng rất là nhiều lần, nếu không muốn nói là đã tăng lên tới hàng chục lần hoặc là vài chục lần trong vòng 10 đến 15 năm trở lại đây. Từ năm 2000 đến nay thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã tăng cái tốc độ cung tiền rất lớn. Đó nó làm cho người ta thấy được rằng là nhiều nhà đầu tư trên thế giới đã nhìn thấy được một cái điều rằng là đồng đô la thực sự hiện nay đang là rất yếu. Nó không giống như những gì chúng ta nhìn thấy trên đô la index. Và rõ ràng vậy thì cái giá trị thực tế của vàng nó là rất cao. Và giá vàng rất cao đó là bao nhiêu thì chúng ta hãy xem những cái video mà Thắng để lại trên màn hình anh chị và các bạn đang thấy. Và anh chị và các bạn hãy ủng hộ Thắng bằng việc ấn vào cái hình tròn màu vàng có chữ Kinh tế và Cuộc sống trên màn hình anh chị và các bạn, để có thể đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo.
trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.